Congratulations and welcome to Curtin Singapore. The great reputation of this university is built on the quality of our graduates. Our entry standards are high and our courses are challenging. But on completion, you will have a highly respected degree that will open up many opportunities for you. Curtin Singapore is a full branch campus of Curtin University, which has rapidly risen to be ranked in the top 2% of universities worldwide. Curtin University is a young, dynamic and ambitious university with a world-renowned reputation in international education. Curtin Singapore maintains identical standards, curriculum and assessments to our main campus in Perth, and you'll be able to move seamlessly from Singapore to our Perth-based campus. By being here, you will meet and learn from the people who have contributed to Singapore's success. You will also benefit from the safe yet wonderfully varied lifestyle that Singapore has to offer. As Pro Vice Chancellor, I aim to see Curtin Singapore continue to grow and prosper. Through our strengths in research and teaching, we will continue to build the reputation of the university, and with it, the career opportunities for our graduates. By the time you have completed your studies here, you will have gained a highly valued and respected qualification that will open up career opportunities for you. You will join an alumnus of over 18,000 past students working in Singapore and in the region. Once again, congratulations and welcome to Curtin Singapore. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.